Sáng ngày 29 tháng 8, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong thời gian 3 ngày, từ 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, các học viên sẽ được trang bị một số nội dung cơ bản, như những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, phòng chống một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên, tổ chức phương pháp thực hành huấn luyện bài điều lệnh đội ngũ tiểu đội, phần từ người không có súng, tổ chức phương pháp thực hành huấn luyện kỹ thuật cấp cứu chuyển thương, hướng dẫn thống nhất một số nội dung của sách giáo khoa quốc phòng an ninh lớp 11, v.v. Thông qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh nâng cao năng lực về nội dung, tổ chức phương pháp dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện tốt công tác giảng dạy, tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh hiệu quả trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.